Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Anphat Computer. Kể từ lúc ra những cái phiên bản RTX 3050, anh em có thể thấy được là gần như mình khá là ít làm về RTX 3050. Một câu chuyện đơn giản thôi, bởi vì chúng ta sẽ có hai vấn đề khi nhắc đến 3050. Thứ nhất là về phần mức giá của em 3050 thì không được tốt cho lắm, và cái thứ hai là về phần hiệu năng của sản phẩm. Hiệu năng của RTX 3050 sẽ mạnh hơn khi so với 1660 Ti. Tuy nhiên thì lại khá là khó hiểu khi so với RTX 2060. Tuy nhiên thì bây giờ sau một cái đợt giảm giá cả đọa khá sâu thì mình check được là ở đây mình đang có một mã RTX 3050 có cái chi phí đầu tư khá tốt, chỉ khoảng 5 triệu đồng. Tất nhiên thì là một số anh em nào một suy nghĩ rằng là tôi có thể bỏ ra khoảng từ 2 đến 3 triệu mua mẫu card họa cũ. Cái đấy thì hoàn toàn ok thôi. Mỗi người sẽ có một nhu cầu khác nhau. Một số anh em thì thích dùng đồ cũ và một số anh em thì sẽ thích dùng đồ mới. Đồ mới thì giá sẽ không bằng đồ cũ, đặc biệt là đồ châu cải thì giá còn rẻ hơn nữa. Thế nên lựa chọn của mỗi người sẽ là khác nhau. Thì ở đây chúng ta sẽ đề cập đến toàn bộ những linh kiện là mới và đủ bảo hành. Thì với phiên bản 3050, ở đây là phiên bản đến từ Colorful. Colorful thì đây là bản iGame nhé. Trông nó sẽ khác một chút khi so với những phiên bản mà anh em thấy trên mạng đến từ Colorful. Thì trông nó mỏng manh, thì với phiên bản iGame thì trông khá đẹp. Ở giữa đây chúng ta sẽ có một cái logo iGame. Thì logo này sẽ là LED RGB và anh em có thể thay được. Vẫn sẽ có đầy đủ backplate. Và backplate đây là backplate làm từ kim loại, không phải backplate làm từ nhựa. Và cái thiết kế của sản phẩm khá là chắc chắn. Có hai fan và kích thước nhỏ gọn. Đầu tiên mình đã có kiểu băn khoăn một chút về cái chất lượng của sản phẩm cũng như là về cái tính thẩm mỹ. Tính thẩm mỹ thì ổn rồi, đẹp, màu trắng. Còn về chất lượng của sản phẩm thì sẽ phụ thuộc vào cái yếu tố là khi chúng ta chơi game thì nhiệt độ của sản phẩm sẽ là như thế nào. Thì với cái em RTX 3050 này thì sẽ có hai phím là phím turbo và phím bình thường. Khi anh em ấn turbo thì quạt sẽ hoạt động mạnh hơn và card họa sẽ mạnh một chút xíu. Cái này thì là hãng thiết kế như vậy thôi, còn đối với mình thì có bấm hay không anh em quên thì cũng không sao cả. Thì với sức mạnh của RTX 3050 thì tốt nhất là chúng ta chơi game ở trên độ phân giải là Full HD. Còn anh em nào mà thích chơi game 2K thì sẽ khá là khó đấy, bởi vì là cái hiệu năng của sản phẩm muốn chơi được 2K thì chúng ta cần phải đầu tư thêm CPU để mạnh hơn nữa. Bởi vì đi với 3050 mình sử dụng là CPU Intel Core i3 12100F thôi. Cái mẫu CPU này sẽ phù hợp để chúng ta đầu tư những hệ thống giá rẻ còn cao cấp hơn. Anh em sử dụng để chơi những cái một số tựa game ấy, nó sẽ yêu cầu đòi hỏi nhiều CPU hơn. Cái này thì chúng ta cần nâng cấp toàn diện. Thế nên Full HD là một trong những cái lựa chọn mình thấy là tốt nhất. Thì ở đây thì mình đã có test qua một số tựa game, thì mình sẽ nhận xét trước về cái phần mình nói đến đầu tiên, đó là về phần nhiệt độ cũng như về phần điện năng tiêu thụ của sản phẩm. Về mặt nhiệt độ của sản phẩm thì nhiệt độ khi mà chơi game có những tựa game chỉ khoảng 47 độ C, còn hầu hết thì đều là dưới 55 độ C. Ở đây thì anh em có thể nhìn thấy là mình không lắp thêm hệ thống quạt, chẳng có thêm quạt nào cả, mình chỉ mở phần vỏ cây ra và nhiệt độ trong phòng điều hòa rơi khoảng chừng 26 độ C. Thế nên là anh em hoàn toàn an tâm để sử dụng về vấn đề nhiệt độ của sản phẩm tỏa ra nhé. Tiếp theo nữa là về phần điện năng tiêu thụ của sản phẩm. Thì ở đây thì phiên bản RTX 3050 iGame sẽ sử dụng một cổng cấp nguồn 8 pin và cái mức điện tiêu thụ là dưới 120W. Thế nên việc đầu tư cho những hệ thống nguồn cũng sẽ dễ dàng hơn. Một số anh em nào mà sử dụng bộ nguồn 400W hoặc 450 thì có thể mua về cắm luôn và chúng ta không cần phải quan tâm đến vấn đề nâng cấp nguồn. Rồi, quay trở về phần khía cạnh hiệu năng của sản phẩm đi. Thì với RTX 3050, với những tựa game online trên thị trường thì anh em hoàn toàn tự tin đẩy max setting tất cả để cho mình. Hoàn toàn ok, thì những cái tựa game nào mà nặng quá thì FPS sẽ rơi khoảng từ 150. Còn một số tựa game nó nhẹ nhàng và thoải mái hơn thì FPS hoàn toàn để đạt được là hơn 200 FPS. Thế nên anh em có thể đầu tư những mẫu màn hình có thật sự webcam để có thể chơi game hoặc là giải trí online. Còn với những tựa game offline thì sao? Câu chuyện này sẽ hơi khác một chút. Với những tựa game offline thì RTX 3050 anh em bắt buộc phải hạ setting xuống khoảng chỉ là 2 setting thôi, chắc chắn sẽ không thể là max setting được. Tuy nhiên với một số tựa game sẽ hỗ trợ cái tính năng DLSS thì anh em hoàn toàn có thể bật cái tính năng DLSS lên. Bởi vì RTX mà chúng ta có tính năng đấy thì cái FPS trong game sẽ được cải thiện khá là nhiều đấy. Anh em có thể tùy chỉnh sao cho phù hợp với nhu cầu cá nhân. Anh em nào mà thích đẹp nhất có thể là với FPS cao mà không ảnh hưởng đến chất lượng hiển thị thì chuyển sang chế độ quality. Còn ai muốn FPS cao nhất thì chuyển sang performance. Lúc này thì hình ảnh sẽ hơi rỗ một chút, chúng ta chơi game trên độ phân giải Full HD mà còn để cái performance của cái DLSS nữa thì trông chơi game nó buồn cười lắm. Chúng ta sẽ đề cập đến một vài những yếu tố khác, ví dụ như kiểu RAM thì sao. Thì với RAM
thì mình sử dụng Intel Core i3, kiểu này thì không quan trọng lắm. Mình hoàn toàn có thể sử dụng một thanh RAM 8GB để giảm giá thành của sản phẩm. Tuy nhiên thì với một số tựa game, 8GB RAM là chắc chắn không đủ để sử dụng rồi. Thế nên mình sẽ cắm hai thanh RAM với tổng dung lượng là 16GB. 16GB thì khi chúng ta chơi game vẫn sẽ không cần phải lo về vấn đề thiếu RAM khi mà chơi game nữa. Với bom mạch chủ thì ở đây mình sử dụng bom mạch chủ mini thôi. Đầu tiên thì cái suy nghĩ của mình là mình sử dụng lựa chọn những cái vỏ cây nó mini một chút để chúng ta có dàn mini iStick trông nhỏ gọn này và mức giá đầu tư không quá cao. Tuy nhiên thì cái vỏ cây mình lắp ở đây thì trông vẫn hơi to một chút khi soi main. Thế nên giải pháp của mình có thể là nếu như nào mua ấy, anh em chúng có thể đổi sang những cái phần vỏ cây có chi phí đầu tư thấp hơn, hoặc là lắp thêm hệ thống LED RGB nữa thì có thể đảm bảo được yếu tố vẻ đẹp của sản phẩm. Hoặc là anh em có thể cải tiến lên sử dụng Intel Core i5 chẳng hạn, thay vào đây là hệ thống tản nhiệt khí trông có lớn hơn, hoặc là tản nhiệt nước thì nó sẽ tối ưu nhất về mặt cái kích thước của sản phẩm, trông nó sẽ đầy đặn và đẹp hơn. Nhân tiện thì mình sẽ nói về cái hệ thống tản nhiệt đi theo kèm nữa. Thì ở đây mình đã lắp thêm hệ thống tản nhiệt khí, thì cái quạt trên đây nhỏ thôi, cái tản nhiệt khí này chỉ khoảng 300.000, và lý do vì sao mình lắp, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng như hệ thống tản nhiệt stock có sẵn của Intel, cái đấy hoàn toàn ok với ba mẫu CPU có 4x8 luồng, sử dụng cả tản nhiệt stock là sử dụng thoải mái rồi. Tuy nhiên thì mình thấy đầu tư thêm 300.000, chúng ta có thêm hệ thống tản nhiệt khí nữa dùng nó an tâm hơn, hoặc là sau này anh em có nhu cầu đổi sang mẫu CPU như Intel Core i5 chẳng hạn thì không nhất thiết chúng ta phải đầu tư thay hệ thống tản nhiệt khác. Thì đấy cũng là một cái giải pháp mà anh em thích thì có thể mua, còn nếu không, chúng ta không muốn sử dụng tản nhiệt rời thì có thể sử dụng tản nhiệt stock thì sẽ giảm đi 300.000 so với giá của bộ PC. Bây giờ sẽ là phần test hiệu năng, và anh em nhớ nhé, tất cả setting thì mình sẽ để hiển thị cho anh em, và độ phân giải là mình set sẽ độ phân giải là Full HD. Tất nhiên thì khi mà anh em lựa chọn những cấu hình thì luôn sẽ có những tranh cãi, có những người bảo tại sao không chọn linh kiện A, B, C, mỗi người sẽ có một ý kiến, và đây là cái cấu hình được mình xây dựa trên cái ý kiến cá nhân của mình, và những cái thông số mà anh em nhìn thấy được cũng là những thông số tham khảo để anh em có thể quan tâm. Nếu như anh em nào mà thích thì cũng thể chọn mua. Về phần card đồ họa thì sẽ có rất nhiều luồng ý kiến, có những người thì muốn một card đồ họa giá rẻ thì họ mua cũ hoặc là mua trâu cày, hoặc là những người nào mua mới thì họ có thể mua những sản phẩm như này, hoặc là anh em nào mà bảo tại sao mua dòng 4000 series cũng được, anh em hoàn toàn có thể mua những dòng như kiểu là 4090 chẳng hạn, chỉ khoảng 60 triệu thôi, anh em nào nhiều tiền thì đầu tư cũng được. Hẹn gặp lại anh em trong video sau nhé.